những dòng xe này thì thường thường cái jack này nằm đây, nhưng mà em lại quên mang cái cặp 24V, không biết là nó có nhận nguồn hay không. Cắt chuyển đổi ha. Dạ, em bỏ bên kia. Anh bật chìa khóa được không anh? Mở chìa khóa rồi. Dạ. Nếu mà không được thì phải chạy qua lấy jack 24V. Anh em ạ, những cái dòng xe Hyundai Orobus này thì thường á là jack chẩn đoán nó nằm ở gần phía dưới động cơ này anh em nhé, jack OBD2 này. Dạ. Còn những cái dòng xe mà nó sẽ nhập á là nó sẽ jack OBD2. Nó sẽ nằm ở trên trên ok, đây này nguồn này. Cái jack OBD2 lâu ngày cho nên nó hơi chập chờn, nên anh em cảm kỉnh một chút xíu. Nó ở đây. Và em sẽ bỏ xuống đây nhé. Đây là cái máy này. Cái xe này là Hyundai gì, đời bao nhiêu anh nhỉ? Hyundai. Cho em cái đời xe giúp em được không? Đây, chúng ta sẽ vào dòng Hyundai. Bluetooth, cái cục này kết nối Bluetooth rất là nhanh, cắm vào cái là ok liền. Trời, D6cc, D210. Ok. D6cc động cơ. Khi nào có tín hiệu thì cái cục này nó cứ tạch nó nhảy này. Đó, ok. Nó đọc ra rồi đây. Ôi trời, rất là nhiều lỗi luôn. Engine coolant temperature sensor, cái con cảm biến nhiệt độ nước làm mát, pedal position sensor này, cái con vị trí của cái con vị trí bàn đạp chân ga, intake air heater circuit, mạch điều khiển của cái bộ sấy khí, cái này con nhiệt độ nước làm mát nó bị quá nhiệt, over, cái exhaust. Anh ơi, cho em hỏi là anh em là đang làm phanh nhà anh? Đúng rồi. Dạ, nó có báo lỗi phanh này. Cái đèn check engine nó cũng báo này. Dạ. Nó báo chút chút ngoài chưa tắt. Áp suất. Cái mức lên nhiên liệu này, báo mức nhiên liệu ở mức 3 này. Anh em đang tháo thùng dầu à anh hay sao vậy? Nó báo cái mức ở trong cái thùng dầu là mức hết dầu đã mới chậm vô á. À dạ. Mới chậm vô miếng rồi. Cái lỗi này thì thường thường anh em khắc phục xong rồi anh em vào đây xóa, tôi sẽ không xóa, để lại cho anh em để khắc phục. Xóa đi là nó mất cái dữ liệu của anh, sau này anh phải chạy một chút. Có không? Dạ có, anh nổ máy giúp em đi, để em vào xem cái data list. Nổ máy anh, nổ máy luôn không? Anh ạ, ở trong cái con xe này đời nó cao hơn nên là cái tính năng nó nhiều hơn này. Đó. Dạ, đời cao. Đời 207 với là 208 anh em mình chỉ kích được kim phun này nó. Ở trong này nó có kích hoạt được cả mấy cái con đó, cúp bô. Đây là cái mạ lỗi nó. Đây là nhập mạ kim phun. Nhập mạ kim phun để anh vào tính năng nâng cao. Chìa khóa off. Khoai 10 giây. Dạ, yeah. Khi nhập chủ yếu là chỉnh ga anti với lại test position á, dạ tích bếp á, dạ tích lưu lượng không có bếp á, với lại mở chức năng nó mở tua thêm tí á, dạ mấy cái đó là anh hướng dẫn về nhập. Dạ, nó không cho nhỉ? Không cho can thiệp, không cho vô là nó đã ra, kể cả cái con xe kia đầu bên kia em vào cũng không cho vào tính năng nâng cao, vào cũng nó không cho đã ra hết, nó chỉ cho tính năng nhập mạ kim phun với lại reset kiểm tra lại cái vị trí bàn đạp chân ga. Test coi xong cũng được à? Dạ không.
có những cái tính năng giới hạn là nó chỉ dùng cho những cái dòng GDS mà có tài khoản của thành công á, thì anh mới vào được. Còn những cái dòng máy đa năng kể cả Gken, FK thì nó chỉ một số con thì nó cho chỉnh, một số con thì nó không cho. Nó như kiểu mà tính năng đặc biệt của xe Hyundai á. Còn những cái dòng xe khác thì ok, xe Mỹ với lại xe Isuzu này nó thì có những con nó cho. Cái này nó đa phần lắp động cơ Hyundai nhiều rồi. Có những nơi thì em thấy là nó đa phần là lắp động cơ quay chai nhiều. Nếu mà lắp động cơ quay chai mà Hyundai Hyundai mà lắp động cơ quay chai kêu chai thì anh vào cái mục Hyundai, anh vào mục động cơ á, anh đừng vào mục Hyundai, nó không có ở trong đó. Nếu mà trên cái động cơ đó lắp cái gì ấy, thì anh vào đây anh chọn động cơ. Thường xe khách xe tải thì xe một đường nhưng mà nó lắp động cơ nhiều loại, anh vào đây. Hoặc là anh vào cái hộp này, ví dụ như anh biết trên xe nó lắp hộp nào, Boss, Delphi hay Denso, thì anh vào đây nó sẽ hiển thị những cái dòng xe cho mình. Thường là em đi test mấy cái con xe Trung Quốc lắp ráp á, là nó sẽ có tùy theo theo hộp và tùy theo đời xe. Sơ đồ thì nó chỉ có hỗ trợ sơ đồ xe con thôi. Cái mục sơ đồ mạch điện thì nó có cái mục sơ đồ schematic đây. Nhưng mà cái mục này nó chỉ có xe con, được mười mấy hàng xe con thì cái này phải có màng kết nối. Màng kết nối thì anh mới vào được. Này xa quá không có màng kết nối. Nó chỉ xe con thôi, cái này là số đồ xe máy tính cho xe con thôi.